1. Trình bày được định nghĩa và phân loại lipid. 2. Định nghĩa được glycerid và dầu mỡ. 3. Trình bày được tính chất lý học và hóa học, sự liên quan giữa tính chất và các chỉ số, ý nghĩa của các chỉ số hóa học. 4. Giới thiệu được các phương pháp chế tạo dầu mỡ từ nguyên liệu thực vật và động vật. 5. Trình bày được công dụng của dầu mỡ và nhận thức được các dược liệu chứa lipid đã được đưa vào giáo trình. Định nghĩa: lipid hay chất béo là sản phẩm tự nhiên có trong động vật và thực vật, có thành phần cấu tạo khác nhau, thường là este của axit béo với các ancol, không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ như benzen, ete, chloroform, không bay hơi ở nhiệt độ thường và có độ nhất cao. Dựa vào thành phần ancol để phân loại. Ancol là glycerol. 1. Glycerid là acin glycerol. 2. Phospholipid là glycerophosphate. 3. Glycosin diacin glycerol là oligosin diacin glycerol. 4. Cezid, ancol có phân tử lượng cao. 5. Sterin, ancol là hợp chất sterol. 6. Cyanolipid, nhóm cyano, CN. 7. Sphingolipid, amino ancol và một axit béo. Acylin glycerol, glycerid. Định nghĩa: là ester của glycerol với các axit béo. Trong đó có 3 gốc R1, R2, R3. Thường là khác nhau. Ở vị trí 2 thường được ester hóa với axit béo không no, mạch ngắn, đến C18. Ở vị trí 1 và 3 thường là các axit béo no trên không no có mạch dài hơn. Acin glycerol, glycerid. Dầu mỡ là hỗn hợp của nhiều acin glycerol khác nhau. Hỗn hợp của đa số các axit béo chưa no thường lỏng ở nhiệt độ thường, ta có khái niệm dầu. Hỗn hợp của đa số các axit béo no thường đặc ở nhiệt độ thường, ta có khái niệm mỡ. Ngoài ra trong dầu mỡ còn có các chất hòa tan, vitamin, tinh dầu, các chất màu, sterol. Dầu mỡ động vật có chứa cholesterol, còn dầu mỡ thực vật chứa phytosterol. Nguồn gốc và phân bố. Ở thực vật là chất dự trữ của thực vật, thường tập trung ở hạt. Trong tế bào thực vật, thường ở thể lỏng. Ngoài tế bào, có thể ở thể lỏng hoặc đặc. Tập trung ở một số họ, họ thầu dầu, họ thuốc phiện, họ đậu, họ vừng. Ở động vật là chất dự trữ của động vật, thường tập trung ở các mô dưới da, các cơ quan nội tạng và vùng thận. Thành phần cấu tạo: axit béo no, axit béo chưa no, axit béo ancol, axit béo vòng năm cạnh, axit cyclopentinic. Thành phần cấu tạo: axit béo no, axit béo chưa no, axit béo ancol, axit béo vòng năm cạnh, axit cyclopentinic. Tính chất vật lý: độ tan, không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ. Độ sôi, cao, thường lớn hơn 300 độ C. Tỷ trọng, nhỏ hơn 1, dầu thầu dầu có tỷ trọng cao nhất. Chỉ số khúc xạ: 1,4690 đến 1,4771. Độ nhớt: cao, dầu thầu dầu có độ nhớt cao nhất. Năng suất quay cực: thấp. Tính chất hóa học: ở nhiệt độ cao dầu mỡ bị phân hủy, glycerol mất đi hai phân tử nước tạo thành aldehyde anilic hay acrolein có mùi khét. Dầu mỡ rất dễ bị thủy phân bởi enzyme lipasa, môi trường axit hoặc ở điều kiện nhiệt độ và áp suất cao glycerol và các axit béo. Dầu mỡ rất dễ bị xà phòng hóa cho glycerol và các muối kiềm của axit béo tan được trong nước. Có thể hydrogen hóa dầu để tạo thành mỡ. Có thể halogen hóa dầu mỡ. Dầu mỡ rất dễ bị oxy hóa, dầu mỡ ôi khét. Chế tạo dầu mỡ thực vật: phương pháp ép, ép nóng và ép nguội. Phương pháp dùng dung môi. Phương pháp kết hợp. Chế tạo dầu mỡ động vật: phương pháp làm nóng chảy ướt, phương pháp làm nóng chảy khô. Công dụng: là nguồn thức ăn giàu năng lượng, dùng trong kỹ nghệ xà phòng, kỹ nghệ sơn và chất dẻo. Trong y học, có tác dụng bảo vệ da và niêm mạc, hạn chế sự thoát hơi nước của da, làm mềm da, làm chóng lên da non. Trong các vết thương, vết bỏng, một số dầu mỡ có tác dụng điều trị đặc biệt: dầu đại phong tử chữa phong và lao da, dầu thầu dầu, ba đậu làm thuốc nhuận tẩy. Trong ngành dược, dầu mỡ làm dung môi pha chế thuốc tiêm, làm tá dược thuốc mỡ,
thuốc đạn, cao rán. Các dược liệu có chứa lipid, cacao, thâu dầu.